Chỉ sau một tháng triển khai, kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, khởi tố 5 vụ án với 17 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất độc, thu giữ hơn 9.400 kg cyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg axit chlorhydric cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương truy xét các đầu mối tiêu thụ cyanua tại 11 tỉnh thành trên cả nước để thu hồi hơn 318 kg cyanua mua bán trái phép. Quá trình điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một số đối tượng làm việc tại các cơ sở có giấy phép nhập khẩu, kinh doanh hóa chất cyanua nhưng tuồn ra ngoài để bán lại, thu lợi bất chính. Riêng với khu vực chợ Kim Biên, quận 5, trong ngày 25 tháng 9, Công an thành phố đã thành lập 7 tổ công tác, tiến hành kiểm tra đồng loạt 21 địa điểm kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại xung quanh chợ, phát hiện thu giữ 433 chai nhựa dung dịch hóa chất cyanua, 179 kg cyanua và 8 hũ hóa chất độc kali vàng cyanua. Bước đầu, công an xác định các sai phạm liên quan đến hành vi kinh doanh hóa chất không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Từ kết quả kiểm tra trên, Công an quận 5 đã khởi tố 3 vụ án với 6 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất độc, quy định tại Điều 311 Bộ Luật Hình sự.